vàng ươm luôn. Xin chào cô chú chị và các bạn quay trở lại kênh Ăn Vặt Sài Gòn du lịch nhé. Hiện tại mình đang có mặt ở chợ Xóm Củi. Hôm nay qua đây chia sẻ giới thiệu đến cô chú bạn đó là xe phá lấu chiên. Ở đây có vịt gà chiên, phố linh chiên giòn, da gà chiên giòn, bông xôi, tóp, tép mỡ, hút chiên, rất nhiều món luôn. Đây có cái bảng tên là phá lấu chiên 153. Ở đây bán ngay góc đường chợ Xóm Củi nha cả nhà, quận 8. Chào chị nha. Ở đây thấy quá trời món luôn này, trưng bày rất là bắt mắt cả nhà. Tép mỡ rồi da gà phú linh rồi mè thì phao câu, còn bên trong cái tủ kia có đầu vịt chim cút, đây là cánh, rất nhiều món. Ở đây mình mở bán từ mấy giờ đến mấy giờ chị? 4 giờ. Dạ. Đến mấy giờ mình nghỉ hả? 12 giờ. 12 giờ khuya luôn. Đó. Ở đây mấy cái giá tiền thì khách mua 50, 100 thì mình bán theo phần được đúng không? Bán theo mỗi gian cái giá khác nhau. Dạ. Giá dài 15 ngàn lạng. Dạ. Rồi 25 ngàn lạng. Vâng. Chuột heo 30 ngàn lạng. Dạ. Góc tư là 70 ngàn cái vậy đó. Góc tư đó. Góc tư nửa con, 70. 70. Góc 17 ngàn con. Đầu dịch 25. Như thấy trên mạng mà hot ở đây có cái món cu heo trên giòn nữa phải không? Đâu có cái món cu heo đâu. Bên này mình có món cu heo trên giòn. Cái đó là mình tự mua về chế biến mình bán à? Không, mình đúng rồi, nó giao lại rồi. Chắc ở Sài Gòn chỉ có mình chị bán quá, ít thấy người bán cái món đó đó. Dạ. Coi như là món cu heo chiên giòn là độc lạ ở Sài Gòn. Cái món đó chắc cũng được nhiều người tìm đến mua rồi cô. Dạ. Đâu cái cu heo chiên giòn đâu nhỉ? À đây. Đó, mấy cái xoăn xoăn đấy, đó, cu heo chiên giòn. Món ăn hiếm có ở Sài Gòn, ít người bán nha. Đây quá trời đồ luôn. Mình bán mấy cái món này đã được lâu chưa chị? Mình bán được lâu chưa? Hai mươi mấy năm rồi. Cười không nổi. Làm nhiều quá mệt. Đây đang chiên cho khách là cánh vịt. Nhiêu đó khách mua bao nhiêu đó? Nhiêu đây bao nhiêu tiền? 60 ngàn. Phần đang chiên là 60 ngàn. Còn bên đây cái đó cuống mè của con vịt với cả cái gì cái ruột non 40 ngàn. 2 lạng 40 ngàn. Rồi chị lấy cho em 50 ngàn là cu heo với cả mấy cái kia 50 ngàn nữa là 100. Đó, chiên giòn cho em đi. Quay cái món cu heo xem thấy nó có gì khác biệt mấy cái món kia. Dạ đúng rồi, mấy cái món mà lạ lạ. Còn mấy cái cút với cả mấy cái này thì nhiều người biết rồi, còn mấy cái ở đây có nhiều cái món lạ. Đường này gọi là đường Xóm Củi luôn hả chị? 153 đường Xóm Củi, quận 8. Món đấy, hai món đó là lạ, hiếm có người bán đó. Rất thơm luôn. Cù heo. Đó là tép mỡ đó hả? Đứng gần cái chảo chiên rất thơm luôn. Cái này người ta giao muối cho mình, người ta làm sạch hết rồi, thấy là trắng tinh luôn.
đi Sài Gòn, ở Sài Gòn ít thấy ai bán cái món này như thế nào. Chắc chỉ có ở đây thôi. Còn cái đó là cái gì đấy? Bông xôi á. À, bông xôi. Đó ăn chắc béo á. Dạ. Giòn. Thơm lắm. Ở đây mình bán là chỉ mang về, không có chỗ ngồi ha. Dạ. Bán mang về. Bán là 20 mấy năm ở đây rồi. Nhà mình chắc gần đây à chị? Dạ. Cắt cái đó ra cho vào cái khay đó, xong rồi đập tỏi. Bây giờ cho đồ bắp vô. Thơm lắm. Chiên giòn đục. Chín rồi đó. Thấy cái cánh vịt nó giòn này. Vàng ươm luôn. Đây, cái món của mình mua đó, 100 ngàn đó. 3 thứ, 3 loại. Mọc xôi rồi tép mỡ, cu heo. À đây à, đó. Phần này bao nhiêu tiền tất cả hôm nay đấy? 100 ngàn đó, hộp đầy ắp luôn. Này mua về ăn thoải mái một gia đình. Đây thấy anh chị đi làm buổi chiều ghé đến mua. Bắt đầu chuẩn bị chín rồi là chị. Ủa, mình thấy quá đá luôn, hấp dẫn à. Đây, chín rồi này. Cái này mình thấy có đậu bắp, đậu cái này gọi là đậu đúa hay đậu gì? Đậu he, đậu bắp. Đó. Dạ. Bữa nay không có đậu rồng. Đây là cái có bốn đô đó, không được tròn. Vâng. Cậu cũng tròn. Đổ vô cái hộp, ở dưới cái hộp nó lót ra hai miếng giấy cho nó thấm cái dầu. Mình chắc đó là tỏi à? Tỏi. Rất thơm. 100 ngàn đó cả nhà. Mình mua 3 món đó. Tiếp tục làm món là đầu vịt chiên. Đó là hai cái đầu hay một cái đấy chị? Ba cái đầu gà. 30 gà. Chiên dầu nhiều này nó mới giòn này. Chín đều luôn. Bắp tỏi cho vô. Dầu bắn văng. Cái thương hiệu của mình ở chợ Xóm Củi chắc ai cũng biết rồi. Bán cái món này ở đây chắc ai cũng biết rồi chị.
bên đây trong tủ thấy có đầu vịt, đầu gà, góc tư đùi, góc tư cánh, chim cút, rất nhiều món này. Thường mấy cái món này bán giờ cao điểm tầm mấy giờ chị? À, nếu mà khách đông thì tầm mấy giờ? Nói chung là khách đi ăn lại, khách đi đông cũng tầm đông á. Dạ. Từ 5 giờ trở lên rồi đó. À, từ 5 giờ trở lên đông. Mình bán này chắc là khách quen là mua nhiều. Dạ. Chợ xóm củi người ta chỉ hoạt động buổi sáng à. Đây có hai anh chị bán. Như một buổi tối là mình bán hết nhiêu đây đấy chị? Quá trời bán hết đó. Buổi tối đó. Ba cái đầu gà chiên vàng giòn đổ gà qua luôn. Khách mua về sẽ có mực muối và quả thắc, đồ chấm. Đây mấy cái đồ này anh lấy ở lò mối người ta giao đến xong mình về tự sơ chế đó, ướp màu ra mấy cái màu đẹp này, làm sạch sẽ. Nhà mình gần ở đây không anh? Họ chiều đến tao đẩy cái xe tự chế ra đây bán này, bán ngay cái đường xóm củi này. Ai có đi làm buổi chiều về hay gần đây thì ghé mua. Trung bình một ngày mình bán tầm hết bao nhiêu ký tất cả này? Không biết được. À, không biết được. Tại vì nhiều thứ lộn xộn quá, không biết được. Khách đến lượng món. Đến đây mình có thể lựa theo từng món mình thích, rất nhiều món, tính sơ sơ chắc phải gần chục món. Chim cút,
cho vào đây dầu nóng sôi sôi lên hấp dẫn. Như mình ở đây có cái món nào mà bán chạy nhất là anh? À, cái nào cũng chạy hết đó. Yeah. Khách mua về sẽ có bịch rau, ăn với rau răm. Đây cá câu, cá câu gà. Đây. Ở đây mình có bán trên app gì không? Không. À, không có trên app. Dạ. Mình có số điện thoại không? Đọc cái số điện thoại mình đi, ai có ăn thì người ta gọi. Có số điện thoại ai đó, người ta gọi, người ta gọi đó. Chị đọc em cái số điện thoại chị đi. 077 7989 455. Đó, số điện thoại của chị đó. Ai có muốn ăn món gì thì cứ gọi cho chị làm cho. Đến tận nơi mình sẽ phải trả tiền ráp cho chị, đặt ráp đến đây mua hộ được. Yeah. Thấy cái này tính ra mình chiên một mẻ cũng nhanh, tầm 3-4 phút. Nhà sơ chế mấy cái món này đã chín hết rồi. Đó. Ra đây mình sẽ chiên qua. Dạ. Cái món là tép mỡ đây, chắc món đấy của người Hoa phải không? À, người Hoa. Anh chị là người Hoa luôn hả? Chiên mình phải đảo liên tục cho nó chín đều, giòn.
này muốn ăn cu heo thì cứ đến đây mua ủng hộ anh chị nha. Thấy cái món đó là biến người bán. Ở đây là chiên bao giòn luôn. Vàng lên da nó giòn. Ở đây một tháng mình bán có nghỉ ngày nào không chị? Một tháng mình bán có nghỉ ngày nào? À lâu lâu mệt nghỉ đó. Yeah. Lâu lâu đi xả hơi du lịch. Còn ngày chay mình vẫn bán bình thường. Như một chảo hấp dẫn quá trời luôn. Nó đậu vô với cả đậu bắp. Em đi chị. Em bay rồi. Mà cái này phải mua 30 mới bán được, 20 không bán được. Đây anh chị rất nổi tiếng ở trên mạng này, được nhiều người xem, rất nhiều người đến quay. Giòn. Thấy cái đó chiên nhanh chị hả? Dạ. Dạ. Nóng là nó giòn. Vâng. Nhanh chín. Đó, sau đây mình xin kết thúc video. Cảm ơn cô chú và bạn rất nhiều nhé. Ai có đi mua thì ghé đây ủng hộ anh chị nhé. Anh chị bán tại số địa chỉ 153 đường Xóm Củi, quận 8 nha cả nhà. Cảm ơn cô chú các bạn rất nhiều nhé.